Các loại nước đóng chai của Tân Hiệp Phát như trà thảo mộc Dr. Thanh, trà xanh không độ, nước tăng lực Number One đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Một trong những lý do khiến các loại đồ uống này có thể chiếm lĩnh thị trường đó chính là chiêu thức quảng cáo của Tân Hiệp Phát. Những ngôn từ hoa mỹ như 9 loại thảo mộc cung đình, giải nhiệt cơ thể, tối đa sức mạnh, chinh phục thử thách, lặp đi lặp lại trên các phương tiện thông tin đại chúng, không thể không gây sự chú ý với người tiêu dùng. Vậy thực chất bên trong những chai nước của Tân Hiệp Phát có gì? Chúng có tốt như những lời quảng cáo có cánh của nhà sản xuất hay không? Các chuyên gia trong phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn có câu trả lời. Với cánh lái xe tải, chai nước tăng lực này đã trở thành người bạn đồng hành. Cả khi ngồi trên xe, lẫn lúc nghỉ bên đường, họ đều cần đến nó. Number One thì dùng nó cũng sảng khoái. Trên thực tế, cảm giác sảng khoái mà họ có được sau khi uống là do một loạt thành phần có xuất xứ không phải từ tự nhiên trong chai nước. Ngoài hai thành phần chính là nước và đường, một chai Number One chứa hàng loạt phụ gia thực phẩm như hai loại chất điều chỉnh độ axit, phẩm màu Tartarin E102, phẩm màu Sunset Yellow E110. Đây là hai loại phẩm màu mà độ an toàn của nó từ lâu là đề tài tranh cãi của các nhà khoa học. Cùng với đó là đường hóa học, hương tổng hợp và một số loại chất kích thích như taurin, caffeine. Mọi người chớ nên tin những cái lời quảng cáo như vậy, bởi vì những người quảng cáo như vậy mình đã uống càng nhiều cái thứ như thế bao nhiêu thì cái sức khỏe của mình không xuất phát trên cái nền sức khỏe tự nhiên mà dựa trên những cái chất kích thích. Loại đồ uống mà Tân Hiệp Phát dồn nhiều tiền của và công sức trong quảng cáo nhất, đó là trà thảo mộc Dr. Thanh. Được quảng cáo là làm từ 9 loại thảo mộc cung đình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Thậm chí, chỉ Tân Hiệp Phát mới có kiểu quảng cáo lạ đời khi cho in dòng chữ "Uống càng nhiều càng tốt" trên vỏ chai. Chữ "uống càng nhiều càng tốt" này thực chất đây là vi phạm pháp luật. Đấy, trong thuốc, trong trà uống thì là tùy theo cơ địa từng người, không thể là dùng một cái từ chung chung như thế này để mà quảng cáo. Thế ví dụ uống càng nhiều càng tốt vào làm cho rối loạn chức năng của cơ thể thì những cái này là cần phải là xem xét lại. 9 loại thảo mộc mà Dr. Thanh quảng cáo bao gồm kim ngân hoa, hoa cúc, la hán quả, hạ khô thảo, cam thảo, đản hoa, hoa mộc miên, bung lai, tiền thảo. Thảo mộc cung đình ắt sẽ nổi tiếng và được lưu lại trong y văn. Ấy vậy mà có những vị thuốc lại chưa một lần xuất hiện trong các y văn cổ. Nếu biết được đích xác các loại thảo mộc trong trà Dr. Thanh là gì, người tiêu dùng sẽ không khỏi bất ngờ. Đản hoa chính là loài hoa đại đỏ thường mọc và rụng vương vãi trong các đình chùa. Tương tự, hoa mộc miên chính là hoa gạo được trồng nhiều ở các làng quê. Tiền thảo là cây thạch đen, ít ai biết đến. Vô hình chung, nhờ tên gọi mỹ miều mà những loại cây, loài hoa dại đã trở thành dược liệu của cung đình. Đây là một đơn thuốc mà tôi nghĩ rằng không phải quá bổ đến mức như thế. Để vua uống hoặc có cận thần của vua uống, tôi không nghĩ là như thế. Bởi vì đây là một đơn vị thuốc rất bình thường. Cũng tôi trên cam đoan cung đình Huế cũng có bài trà đây. Nếu Dr. Thanh mà photo được cho tôi cái tài liệu bằng chữ Hán thời kỳ nhà Nguyễn mà có cái trà này thì tôi xin chịu trách nhiệm. Chứ ai biết những chai nước của Tân Hiệp Phát có tác dụng đến đâu với sức khỏe. Chỉ biết rằng tại Trung Quốc, vào năm 2009, một hãng trà thảo mộc nổi tiếng có tên là Vương Lão Cát đã bị người tiêu dùng lên án. Nguyên do là có một số người sau khi thường xuyên uống loại trà này đã xuất hiện chứng bệnh loét niêm mạc dạ dày và sức khỏe ngày càng suy kiệt. Thủ phạm được cho là vị hạ khổ thảo, một vị thuốc cũng được quảng cáo là có trong trà Dr. Thanh.